Chào các bạn, mình tên là Vũ Nguyễn Thiên Ân. Mình nhận được sự thử thách từ thầy Bùi Quốc Huy để tham gia cái phong trào iBookcast Challenge tuyên truyền về căn bệnh ALS. Thì đây là cái show nước đá của mình. Mà bây giờ là thời tiết khá là đẹp ha. Nhưng mà tiếc là hơi đứng gió thôi chứ không lạnh lắm á. Và bây giờ mình xin đổ nó lên đầu nha. Bắt đầu đổ. Và bây giờ mình xin gửi lại lời thách thức này cho bạn sau đây là bạn Nguyễn Phát Lộc nè, bạn Nguyễn Quốc Khang nè, bạn Nguyễn Việt Khoa nè, bạn Trần Minh Quân nè. Rồi, xin chào các bạn.